các bạn, đây là mình đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình, đặc biệt là câu hỏi của nhiều bạn muốn hỏi mình là đi du học Nhật Bản thực sự có màu hồng hay không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về ưu nhược điểm khi các bạn đi du học Nhật Bản nhé. Điều đầu tiên đó chính là ưu điểm khi các bạn du học Nhật Bản. Thì các bạn biết rồi đấy, Nhật Bản là một đất nước rất là phát triển, hiện đại. Khi các bạn sang Nhật thì các bạn sẽ được mở mang tầm nhìn, hiểu biết được nhiều cái mới. Và hơn nữa là khi du học Nhật Bản, các bạn có thể đi làm thêm rồi kiếm một khoản thu nhập và về cho gia đình. Thứ hai là các bạn sẽ biết thêm về một ngôn ngữ mới, đó là tiếng Nhật. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản. Sau khi các bạn du học Nhật Bản về Việt Nam thì các bạn sẽ được nhiều cơ hội làm việc trong các công ty nước ngoài. Ưu điểm thì du học Nhật Bản có những đặc điểm mà các bạn cần phải chú ý nhé. Mình có thể ví dụ là các bạn sẽ mất 3 đến 5 năm xa gia đình, bạn bè, người thân. Các bạn sẽ phải tự lập hoàn toàn mọi thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình thấy cái mất đặc biệt nhất đó chính là mất người yêu. Nếu các bạn để người yêu ở lại Việt Nam thì cái đấy sẽ rất là dễ mất đấy các bạn nhé. Nhưng mà cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nếu các bạn có ước mơ, các bạn muốn chinh phục thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nhé. Mình là Trang và đây là do mình nữ Azisai. Xin chào các bạn.